Các triệu chứng nổi bật khi nhiễm biến thể Omicron là gì? Các bạn đang xem video trên kênh Tin Bốn Phương thuộc chuyên trang Cánh Cò.net. Trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron gia tăng, người Mỹ đang cố gắng phân biệt các triệu chứng khi nhiễm biến thể này với các biến thể SARS-CoV-2 trước đó. Theo tờ báo The New York Times ngày 23 tháng 12, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA lưu ý hầu hết các xét nghiệm phản ứng PCR và kháng nguyên nhanh đều có thể phát hiện ra người mắc COVID-19, song một số xét nghiệm không thể cho kết quả. Thêm vào đó, bệnh nhân cũng không thể biết họ bị nhiễm biến thể SARS-CoV-2 nào. Dữ liệu sơ bộ chỉ ra một số khác biệt về triệu chứng mắc bệnh giữa các biến thể, nhưng các chuyên gia cũng không chắc chúng mang ý nghĩa gì hay không. Ví dụ, dữ liệu được công bố hồi tuần trước từ công ty bảo hiểm y tế tư nhân lớn nhất Nam Phi cho thấy, những người ở Nam Phi nhiễm biến thể Omicron thường bị ngứa hoặc đau họng kèm theo nghẹt mũi, ho khan và đau cơ, đặc biệt là đau thắt lưng. Tuy nhiên, tiến sĩ Alley thuộc trường Đại học Pennsylvania của Mỹ nói rằng, trên đây cũng là tất cả triệu chứng của người nhiễm biến thể Delta mà chủng SARS-CoV-2 ban đầu. Do biến thể Omicron mới xuất hiện khoảng 3 tuần nên vẫn còn quá sớm để phân biệt triệu chứng giữa biến thể này với các biến thể trước đó, và nhiều khả năng triệu chứng của người mắc Omicron cũng giống như người mắc Delta. Theo tiến sĩ Otayan, trường Đại học California bình luận, có thể tồn tại sự trùng lập rất lớn giữa Omicron và các biến thể trước đó bởi về cơ bản, chúng gây ra cùng một bệnh, nếu khác biệt thì sẽ rất ít. Đặc biệt, biến thể Omicron có thể gây mất khứu giác và vị giác ở bệnh nhân COVID-19 hơn các biến thể trước đó. Nghiên cứu chỉ ra rằng 48% bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ban đầu bị mất khứu giác và 41% bị mất vị giác. Nhưng một phân tích về đợt bùng dịch Omicron nhỏ ở những người được tiêm chủng đầy đủ ở Hà Lan cho thấy chỉ có 23% bệnh nhân bị mất vị giác và 12% bị mất khứu giác. Kết quả khác biệt này chưa rõ là do Omicron hay một số yếu tố khác như tỷ lệ tiêm chủng. Tiến sĩ Maya thuộc trường Đại học New York cho biết, những bệnh nhân COVID-19 được tiêm chủng trước đó và nhiễm biến thể Delta hoặc chủng virus gốc có xu hướng bị đau đầu, nghẹt mũi, áp lực xoang và đau xoang, trong khi những bệnh nhân không được tiêm chủng có nhiều khả năng sẽ bị khó thở và ho, cùng với các triệu chứng giống như cúm. Còn với Omicron, các triệu chứng họ mắc phải giống như Delta. Một điểm khác biệt giữa Omicron và các biến thể khác là Omicron dường như có thời gian ủ bệnh ngắn hơn. Sau khi một người tiếp xúc, chỉ cần 3 ngày để người này phát triển các triệu chứng, lây lan cho người khác và có kết quả dương tính so với 4-6 ngày của biến thể Delta.